cái game này anh em Việt Nam có chơi đâu không hả bảy? Anh em Việt Nam vô địch giải rồi, vô địch chung kết thế giới. Thề luôn, thật luôn. Thật mà. Người thấy Việt hóa không? Thấy cái gì cơ? Thấy nó Việt hóa không? Thấy nó Việt hóa. Ừ, có biết thấy đang chơi đang Việt hóa này. Do mình vô địch đó cho nên nó phải Việt hóa. Cảm ơn anh Pino nhé, con cô Blade bạn ạ. Nhưng mà cái này nếu như mà ok, bây giờ tóm lại là nạp vào đây bao nhiêu tiền thì để bán nhất cái server này. Theo như Rip nói là 10 triệu. 10 triệu đúng không? Và đâu đâu có thể nạp tôi hẳn 20 triệu. Tôi có 1 triệu 2 đâu nạp không? Tôi khoảng có đúng 1 triệu 2 ăn từ cuối tháng rồi. Chơi đĩa đĩa được rồi. Đĩa ngày nạp 20. Rồi đây. Thôi anh em mỗi người nạp 500 nghìn để PO chơi là ok. Vấn đề là game này chơi bằng số đông. Số đông là như nào nhỉ? Chưa hiểu lắm này. Là anh, mình có nạp nhưng mà xe ra được. Bên nó đông hơn là cũng là không chơi lại cho. À thế à? Ôi nghiêm túc nha, try hard nha, đánh nghiêm túc nha. Không throw nha. Và rớt hay throw lắm này. À con cua Blade bạn ạ. Ấn cái gì để nó đến đúng một cái điểm đấy nó đứng lại nhỉ? Để X à? Được. Để ít ấy. Trò trước tôi chơi rồi. Trời thật gần như là tôi phát hiện ra đầu tiên hay sao ấy. Tôi phát hiện ra xong tôi rủ mọi người chơi lúc ấy đồ họa chưa được như này đâu, nó ghẻ, nó lở mất cái này nhiều các bạn ạ. Đông lắm. Giữa không được rồi, giữa đông lắm. Ok, lại. Ui, bọn này biết chơi lắm bảy ạ, bọn này biết chơi vãi đái, biết che luôn này. Đây rồi, ra quan tía thì đánh là phải dặn lính đi á, không có lủi được đâu. Quán thêm quả lồng tiếng thì có khi ngon, thêm quả lồng tiếng có khi càng đét mẹ luôn, game vãi đái thật. Kéo được, ở bên này bị dồn. Nó xúi kìa. Ôi, núi vãi luôn. Núi vãi thả cướp cho luôn ấy. Sốc trèo trên này có vẻ ổn này. Đéo là đi bị bắn cái đau vậy. Hello. Ui, xiên thế đéo là bị nó xiên chết đi. Mẹ đạo cuối cùng này. Đạo cuối cùng và là đạo tổ của tôi luôn này này. Thôi. Thank you.
Ôi sao mình rồi? Mình ở giữa chỗ này rồi. Lẻ loi quá, đi tìm đâu? What the fuck, đi tìm? Ông phải nghiên cứu từ từ. Ôi, mình đánh ba, mình giết được một thằng luôn này. Đấy là team rồi, solo kill, solo kill các bạn ơi, solo kill, solo kill. Vừa rồi là một tình huống solo kill các bạn ạ. Vừa rồi là một tình huống solo kill các bạn ạ. A few moments later. Rồi định hình lại, định hình lại cái. Định hình lại cái, định hình lại cái các bạn ơi. Định hình lại cái, định hình lại. Trừ nốt lần này rồi, không mời chơi nữa. Mình phải làm lại cuộc đời mình, không thể chạy. Lúc lần này, chia tay anh em. Bắn cái đéo gì vậy? Lúc này chia tay anh em. Gì? Trong vài đất là lớn nhất. Con này khó chơi lắm.